Hey guys, welcome back to lờidạyhay.com channel. Chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với kênh của lờidạyhay.com. Today we learn Unit 9, Social Issues. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu bài số 9, nói về các vấn đề xã hội. Part 5, Listening. Phần số 5, Kỹ năng nghe. Types of Bullying. Hôm nay chúng ta sẽ học có chủ đề đó chính là các thể loại bắt nạt. Activity 1. Choose the correct meanings of the underlying word. Bài này yêu cầu chúng ta là hãy chọn từ hoặc là cụm từ có nghĩa gần nhất với từ được gạch chân dưới đây. Chúng ta có 3 câu tương ứng với 3 từ. Chúng ta sẽ cùng nhau xem nghĩa các từ này là gì các em nhé. Number 1. I find your comments very offensive, so you should apologize to me. Câu này có ý nghĩa là tôi thấy rằng bình luận của bạn rất là mang tính xúc phạm. Vì vậy, bạn nên xin lỗi tôi. Vậy chúng ta có từ offensive là xúc phạm. Đáp án A, nice. Nice là tốt, đẹp. Và đáp án B, rude là thô lỗ. Vậy chắc chắn thì cái từ xúc phạm thì không thể nào cùng nghĩa với từ nice được, đúng không? Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là rude, rất là thô lỗ. Next, number 2. I don't believe he lies. Câu số 2 có nói rằng tôi không tin lời nói dối của anh ta. Và cùng chúng ta có danh từ lies là lời nói dối. Đáp án A, things that are true là những điều đúng đắn. B, things that are not true là những điều không đúng đắn, không có thật, đúng không? Vậy thì chúng ta thấy rằng là lies, nói dối thì chắc chắn là những điều không có thật. Do vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án B. And the last one, number 3. Don't feel ashamed to admit that you do not know something. Câu số 3 có nói là đừng cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận rằng bạn không biết điều gì đó. Và chúng ta có từ ashamed là xấu hổ. Chúng ta sẽ xem từ ashamed bằng nghĩa với từ nào. Đáp án A, proud là tự hào. Và đáp án B, embarrassed. Embarrassed mang nghĩa là xấu hổ. Vậy chắc chắn ashamed sẽ bằng với tính từ embarrassed. Vậy các bạn sẽ chọn đáp án là B. Rồi, vậy chúng ta xong trong phần listening ngày hôm nay chúng ta học được 3 từ mới. Từ thứ nhất, offensive, mang nghĩa là thô lỗ, đúng không? Xúc phạm. Câu số 2, chúng ta có từ lies, danh từ là những điều nói dối. Và câu số 3, ashamed, bằng với từ embarrassed, mang nghĩa là xấu hổ, các em nhé. Tiếp tục chúng ta chuyển sang hoạt động số 2, activity 2. Listen to a conversation between two students and match the pictures with the type of bullying. Hãy nghe đoạn hội thoại giữa hai học sinh và nối các bức tranh với các kiểu bắt nạt. Chúng ta có 4 bức tranh. Number 1. Physical bullying. Bạo lực về thể chất, bắt nạt về thể chất. Number 2. Verbal bullying. Mình có verbal là bằng lời nói. Và chúng ta có cụm từ verbal bullying mang nghĩa là bạo lực về ngôn từ, bắt nạt về ngôn từ, có nghĩa là nói bằng giọng nói, đúng không? Social bullying. Chúng ta có social bullying mang nghĩa là bạo lực về mặt xã hội. Và number 4, cyber bullying mang nghĩa là bạo lực trên mạng xã hội, trên mạng các em nhé. Rồi, đó là yêu cầu của hoạt động số 2. Chúng ta sẽ đọc luôn yêu cầu của hoạt động số 3 các em nhé. Rồi chúng ta sẽ làm hoàn thành luôn cả phần hoạt động số 3 nữa. Chúng ta cùng đọc yêu cầu hoạt động số 3 như sau. Activity 3. Listen again. Choose the correct answers. Hãy nghe lại và chọn đáp án đúng, câu trả lời đúng. Number 1. Technology has made bullying more or less common. Câu thứ nhất có nghĩa rằng công nghệ làm khiến cho việc bắt nạt trở lên phổ biến hơn hay là ít phổ biến hơn. Đó. Next, number 2. My friend was bullying others or was bullied by others on social media. Câu số 2. Bạn của Mai bắt nạt người khác hay là bị người khác bắt nạt trên mạng xã hội. Number 3. One of the most common forms of physical bullying or cyberbullying is body shaming. Câu số 3 có nói rằng một trong những hình thức bắt nạt thể chất
hay là bắt nạt trên mạng. Phổ biến nhất đó chính là chế giễu về ngoại hình. Next, number 4. In the next meeting, they are most likely to talk about when or how bullying can be stopped. Trong cuộc họp tiếp theo, rất có thể họ sẽ nói về việc khi nào hoặc là làm thế nào có thể ngăn chặn hành vi bắt nạt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe file nghe số 71 và chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành hai hoạt động là hoạt động số 2 và hoạt động số 3 các em nhé. Unit 9, Social Issues, page 105, Listening, Types of Bullying, Activity 2. Listen to a conversation between two students and match the pictures with the types of bullying. At our club meeting last time, we decided to plan our campaign around bullying among teenagers. We also thought that it would be useful to do some research on the topic before this meeting. So, what have you found out, Mark? Well, I've learned that there are three main types of bullying: physical, verbal, and social bullying. I guess physical bullying involves violent behavior such as hitting, kicking, or pushing people. That's right. And verbal bullying means using words to attack others, such as shouting at or saying something offensive to them. What about social bullying? Well, it happens when people keep telling lies or bad things about someone behind their back, or making them feel ashamed in public. That's very mean. As we use more technology, bullying is also becoming more common on social media. That's cyberbullying, which takes place over digital devices, such as mobile phones and computers. People sometimes tell lies or post offensive comments about someone else on social media. My friend was the victim of cyberbullying. Some people kept posting very rude comments about her weight on social media. She became very upset and cried a lot. I'm sorry for your friend. Body shaming is now one of the most common forms of cyberbullying. I agree. So let's meet next week and start planning our campaign. Rồi, chúng ta vừa lắng nghe đoạn hội thoại giữa hai bạn, đó là bạn Mai và bạn Mark, có nói về chủ đề đó chính là việc bắt nạt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem phần transcript để xem nội dung bài ngày hôm nay. Bài nghe ngày nay có nội dung là gì các em nhé. Rồi, chúng ta cùng xem. Đầu tiên, Mai có nói như sau. So at our club meeting last time, we decided to plan our campaign around bullying among teenagers. We've also thought that it'd be useful to do some research on the topics before this meeting. So what have you found out, Mark? Mai có nói là vậy, tại cuộc họp câu lạc bộ của chúng tôi lần trước, chúng tôi đã quyết định lên kế hoạch cho chiến dịch của mình xung quanh vấn đề bắt nạt ở thanh thiếu niên. Chúng tôi cũng nghĩ rằng sẽ rất hữu ích nếu thực hiện một số nghiên cứu về chủ đề này trước cuộc họp này. Vậy bạn đã phát hiện ra điều gì, Mark? Mark có trả lời như sau. Well, I've learned that there are three main types of bullying: physical, verbal, and social bullying. Chà, tôi đã biết được rằng có ba loại bắt nạt chính, đó là bắt nạt về thể xác, bằng lời nói và mạng xã hội. Và về xã hội đúng không? Tiếp tục Mai nói, I guess physical bullying involves violent behavior such as hitting, kicking, or pushing people. Tôi đoán bắt nạt về thể chất liên quan đến hành vi bạo lực như là đánh, đá hoặc là đẩy người khác, đúng không? Mark, that's right. And verbal bullying means using words to attack others, such as shouting at or saying something offensive to them. Đúng vậy. Và bắt nạt bằng lời nói có nghĩa là sử dụng những lời nói để tấn công người khác, chẳng hạn như là hét vào mặt hoặc nói điều gì đó xúc phạm họ. Mike,
What about social bullying? Thế còn bắt nạt xã hội thì sao? Well, it happens when people keep telling lies or bad things about someone behind their back or making them feel ashamed in public. Vâng, điều đó xảy ra khi mọi người tiếp tục nói dối hoặc nói xấu sau lưng ai đó, hoặc khiến họ cảm thấy xấu hổ ở những nơi công cộng. My, that's very mean. As we use more technology, bullying is also becoming more common on social media. À, thật là có ý nghĩa đúng không? Khi mà chúng ta sử dụng nhiều công nghệ hơn, bắt nạt cũng trở nên phổ biến hơn trên mạng xã hội. That cyberbullying, which takes place over digital devices such as mobile phones and computers. People sometimes tell lies or post offensive comments about someone else on social media. Đó là bắt nạt trên mạng, diễn ra trên các thiết bị kỹ thuật số như là điện thoại di động và máy tính. Mọi người đôi khi nói dối hoặc là đăng những hình bình luận xúc phạm người khác trên mạng xã hội. My friend was a victim of cyberbullying. Some people kept posting very rude comments about her weight on social media. She became very upset and cried a lot. Bạn tôi là nạn nhân của bắt nạt trên mạng. Một số người liên tục đăng những bình luận rất thô lỗ về cân nặng của cô ấy trên mạng xã hội. Và cô ấy trở nên rất là buồn và khóc rất là nhiều. Mark, I'm sorry for your friend. Body shaming is now one of the most common forms of cyberbullying. Tôi xin lỗi cho bạn của bạn. Miệt thị ngoại hình hiện là một trong những hình thức bắt nạt trực tuyến phổ biến nhất. My, I agree. So let's meet next week and start planning our campaign. Tôi đồng ý. Vì vậy, hãy gặp nhau vào cuối tuần, vào tuần tới và bắt đầu lập kế hoạch cho chiến dịch của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem trong các bức tranh này chúng ta thấy rằng là bức tranh nào đúng không? Thứ nhất là việc bắt nạt về thể chất. Đó, vừa chúng ta thấy bắt nạt thể chất có nhắc đến là gì? Có thể là đấm này, đá này hoặc đẩy người khác đúng không? Vậy chúng ta thấy bức tranh nào phù hợp nhỉ? Trong cái việc đấm đá hoặc đẩy người khác. À, đó chính là bức tranh D đúng không? Vậy các bạn sẽ nối đáp án là D. Next, verbal bullying. Thứ hai đó chính là bắt nạt về lời nói. Vậy bắt nạt về lời nói, về ngôn ngữ thì các bạn thấy rằng là vừa chúng ta thấy là có tấn công người khác, ví dụ như là hét vào mặt họ này đúng không? Hoặc nói những điều xúc phạm họ. Vậy trong bức tranh này chúng ta thấy rằng là cái bức tranh mà có người nói đấy, đúng không? Thì chắc chắn là bức tranh B. Vậy chúng ta sẽ nối được, đó là bức tranh B. Social bullying là bắt nạt xã hội đúng không? Bắt nạt ngoài xã hội. Thì chúng ta thấy có bức tranh A rồi. Và còn lại cyberbullying, bắt nạt trên mạng. Vậy chúng ta chỉ còn bức tranh cuối cùng, đó chính là đăng những cái bình luận xúc phạm họ, đúng không? Đó, và diễn ra trên điện thoại di động hoặc là máy tính, đó. Vậy chúng ta sẽ thấy đáp án cuối cùng đó chính là đáp án C. Cái bạn nữ này, bạn ấy đang bị bình luận những lời nói rất là xấu, loser, stupid, fat, đúng không? Đó, người thất bại này, ngốc nghếch này hoặc là rất là béo. Thì đó là những lời nói xúc phạm đến người khác các em nhé. Vậy chúng ta vừa hoàn thành xong hoạt động số 2. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang hoạt động số 3. Hoạt động số 3 có yêu cầu như sau. Listen again, choose the correct answer. Hãy nghe lại và chọn đáp án đúng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào phần transcript và chúng ta chọn đáp án đúng luôn trong các đáp án này nhé. Number 1, câu thứ nhất. Công nghệ thì khiến việc bắt nạt ngày càng trở nên phổ biến hay là ít phổ biến hơn. Vậy chúng ta sẽ xem, nói đến công nghệ ở đây thì xem là cái việc bắt nạt nó sẽ phổ biến hơn hay là ít phổ biến hơn đúng không? Vậy chúng ta sẽ thấy thông tin trong bài có nói đến như sau. Đây. Bạn Mai, bạn ấy có nói đến một câu là gì? That's very mean. As we use more technology, bullying is also becoming more common on social media. Đó, điều đó rất là có ý nghĩa đúng không? Vì chúng ta sử dụng nhiều công nghệ thì việc bắt nạt sẽ càng ngày càng trở nên phổ biến hơn trên mạng xã hội. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án câu thứ nhất.
nghĩa là công nghệ sẽ khiến việc bắt nạt ngày càng trở nên phổ biến hơn nhé. More common, more common. Và chúng ta sẽ chọn đáp án câu số 1 là từ more. Đó. Ok, next, number 2. My friend was bullying other or was bullied by others on social media. Câu số 2 ý nói là bạn của Mai bắt nạt người khác hay là bị người khác bắt nạt trên mạng xã hội. Vậy chúng ta sẽ thấy thông tin như sau. Bạn Mai bạn có nói là gì? My friend was the victim of cyberbullying. Bạn của tôi là nạn nhân của nạn bắt nạt trên mạng. Vì nạn nhân thì chắc chắn là đó là người làm sao? Người bị người khác bắt nạt, đúng không? Bị bắt nạt bởi người khác. Đó. Do vậy chúng ta sẽ chọn đáp án đó là câu bị động. Was bullied by others. Đó, bị bắt nạt bởi người khác. Next, number 3. Câu số 3. Một trong những hình thức bắt nạt về thể chất hay là bắt nạt qua mạng phổ biến nhất là miệt thị về ngoại hình. Chúng ta sẽ thấy trong câu này có nói như sau. Đây. Body shaming is now one of the most common forms of cyberbullying. Miệt thị về ngoại hình là một trong hiện nay là một trong những hình thức bắt nạt phổ biến nhất của bắt nạt trên mạng. Vậy chúng ta thấy bắt nạt trên mạng body shaming đây thì chắc chắn là sẽ là chúng ta sẽ chọn đáp án là cyberbullying. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án cyberbullying. Và cuối cùng number 4. In the next meeting, we are most likely to talk about when or how bullying can be stopped. Trong cuộc họp tiếp theo rất có thể họ sẽ nói về việc khi nào hay là làm thế nào có thể ngăn chặn hành vi bắt nạt. Vậy chúng ta thấy rằng trong bài thông tin bạn ấy có nói như sau. Đây. So let's meet next week and start planning our campaign. Vì vậy hãy gặp nhau vào tuần sau và bắt đầu lên kế hoạch về chiến dịch của chúng ta. Đó, vậy thì bắt đầu lên chiến dịch thì chắc chắn là đang nói về gì? Làm thế nào, đúng không? Làm thế nào có thể ngăn chặn được hành vi bắt nạt? Đó, lên chiến dịch mà. Vậy chiến dịch thì phải làm thế nào? Chứ không phải là khi nào nữa rồi. Vậy các bạn sẽ chọn đáp án làm thế nào? Đó là từ how. Được chưa? Rồi, và đó là đáp án của phần số 3, hoạt động số 3. Bây giờ chúng ta chuyển tiếp tục sang hoạt động cuối cùng, hoạt động số 4. Activity 4. Work in groups. Discuss the following question. Hãy làm việc theo nhóm thảo luận câu hỏi sau đây. What types of bullying have you experienced or seen happening to people around you? Kiểu bắt nạt nào bạn đã chứng kiến hoặc nhìn nó xảy ra xung quanh bạn? Chúng ta sẽ cùng nêu lên một kiểu bắt nạt. Ví dụ như là tôi đã từng trải qua, chẳng hạn, bản thân tôi chẳng hạn, đã từng trải qua một kiểu bắt nạt bằng ngôn ngữ trước đó chẳng hạn. Bởi vì tôi rất là thấp, đúng không? Nhìn tôi thấp và tôi phải đeo kính đi học. Do vậy một số bạn bè gọi tôi là đồ bốn mắt, đúng không? Gọi tôi là đồ bốn mắt và cười nhạo tôi rất là nhiều. Và một vài bạn khác thì có thể là lấy kính của tôi và giấu chúng đi. Do vậy tôi đã phải ở lại sau giờ học để tìm chúng, đúng không? Bởi vì họ giấu đi mà, thì mình phải đi tìm. Và đó thực sự là một những ký ức rất là gì? Tồi tệ, đúng không? Đó, vậy đi học thì có thể là bị bắt nạt. Đấy là một tình huống rất là hay xảy ra đối với các bạn ở trong lớp của chúng ta, đúng không? Đặc biệt là các bạn học sinh cấp 1 hoặc cấp 2. Đó, thì thường là trêu nhau, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta có thể lấy ví dụ phần này nhá. Đây là phần hoạt động số 4, phần listening. Bây giờ chúng ta sẽ nêu lại cái kỷ niệm ngày xưa đấy, đúng không? Cái kỷ niệm mà đã bị bắt nạt ngày xưa. Thì có thể nói là gì nhỉ? I have experienced. Đó, tôi đã từng trải qua luôn. Rất là trực tiếp, đúng không? Verbal bullying. Đó. Tôi đã từng trải qua một cái hình thức bắt nạt bằng ngôn ngữ trước đó, before. Đó. As I was short-sighted. As I was short-sighted. Đó, bởi vì tôi bị cận chẳng hạn, đúng không? And had to wear glasses. Và tôi phải đeo kính. I had to wear glasses.
To school. À, tôi phải đeo kính đi học. Some kids, đó, một số bạn của tôi ở trường đúng không thì đã gọi tôi là đồ bốn mắt chẳng hạn đó. Call me a four-eyed monster. A four-eyed monster. Đó, con quái vật bốn mắt chẳng hạn đúng không? Đó, khi mà nói cái câu đó thì rất là xúc phạm đến tôi rồi đúng không? And even laugh at me. Và thậm chí là còn cười tôi nữa. Đó. Còn một bạn, một vài người thì còn thậm chí là gì? À, lấy kính của tôi và giấu đi, đúng không? Some even took my glasses. Took my glasses. And hide them away. Đó, và giấu chúng đi. So that I had to stay after this, after class. I had to stay after class to look for them. Đó, do vậy tôi phải ở lại lớp học để tìm tìm kính đúng không? Và đó thực sự rất là tồi tệ. It was really awful. Được chưa? Rồi, ok. Vậy chúng ta vừa hoàn thành xong một cái đoạn trải nghiệm rất là ngắn thôi đúng không? Về một cái lần bị bắt nạt. Chúng ta có thể nói lại phần này nhá. I have experienced verbal bullying before. As I was short-sighted and I had to wear glasses to school. Some kids at school called me a four-eyed monster and even laughed at me. Some even took my glasses and hide them away so that I had to stay after class to look for them. It was really awful. Rồi, và đó là phần bài học trong phần listening ngày hôm nay. Và bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Vậy hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo của lời giải hay.com nhé. Goodbye!